Hi, các bạn, chào bạn với Trung Nguyên TV. Các bạn nha, hôm nay có 4 bao này. Đấy, vừa hôm kia mình lên 4 bao và hôm nay lại 4 bao tiếp. Đấy, cứ lên dần dần thôi, ít một để dưỡng cá cho khỏe các bạn này. À, lên liên tục để các bạn có video xem thường xuyên hơn. Nhiều khi lên nhiều quá xong rồi lâu lâu mãi thì chả lên được cá mới. Thì hôm nay là mình lên cá size to các bạn nhá, trên 1 cân, cân đến cân rưỡi một con. Đấy, còn màu sắc như nào thì mình cũng chưa được xem, mình chỉ được báo lên thế thôi. Còn giờ mình sẽ cho cá vào và quay đổ ra quay cho các bạn cùng xem nhé. Ok các bạn. Đây các bạn ơi, mình đã đổ cá ra xong rồi đây. Nhưng mà hàng hôm nay rất to và rất đẹp và rất độc luôn các bạn nhá. Đấy, có rất nhiều hàng độc luôn, cực đẹp luôn. Đấy, giờ mình sẽ quay chi tiết nhá. Đây các bạn nhá, các bạn có thể nhìn thấy đây. Về màu sắc tổng quan này, các chậu này, nhìn thấy nó rất là hài hòa, ok, rất là đẹp nhá. Đấy, đỏ ra đỏ, đen ra đen. Nhưng cơ bản là có mấy hàng độc này. Có cả coi đen to, coi đen thì hôm trước mình về vẫn còn. Ví dụ như em này nó phải gần 2 cân. Đúng không? Con này phải 2 cân chứ đâu. To. Sai. Đi. Từ nhất sang bên này đo sai con này xem nào. To này. Sai bao nhiêu? Con này phải khoảng sai 40 47. 47 48. Đấy. Đây, con này sai cũng to nhưng mà nó người cá đực gầy hơn thôi. Đấy, nhưng mà cái hàng chất lượng ở đây ấy, thì nó không phải là nằm ở con to, nó nằm ở con hàng độc các bạn nhé. Đây, ví dụ này. Đấy, một ví dụ đơn giản này các bạn nhìn này. Quá là đỉnh luôn. Quá đỉnh luôn các bạn. Không có gì để chê luôn này. Đấy, đây thì chỉ là một con thôi nhá. Quay đấy, cầm cái chi tiết để cho các bạn xem nhá. Lô này có vài em cơ. Đấy. Chất lượng đỉnh cao. Đây, sang bữa rượu này, một em này nữa này. Đây. Úi giời ơi, nhảy vừa thôi. Ôi, nhảy vừa thôi. Đây, mình nhảy như thế. Đấy, các bạn thấy chưa? Những hàng này nó gọi là hàng chất lượng. Hàng con này ấy, thì hai bên nó lại có hai hàng vảy đều hơn là con vừa nãy. Cái con vừa nãy màu sắc này gần nó trông nó nổi bật hơn, sặc sỡ hơn. Đấy, mỗi con nó đẹp một kiểu. Đây, hai bên này, hai đường vảy đều tam tắp hai bên này, to rồi đấy, xinh bên này nữa. Còn con bé kia thì nó không có vẻ đều như thế. Nhưng mà đấy, ruộng vẫn nhảy ra. Quay có chi tiết cho các bạn xem này. Quá đẹp. Đây, con này nhá, hai bên thì nó lại, các bạn nhìn từ trên xuống thì nó đẹp hơn con kia, bởi vẻ trên lưng nó rất là đều. Hai bên thì nó không có hai đường vảy to thôi. Có nhưng mà nó bị có ít hơn thôi. Nhưng mà con này nhìn trên xuống đẹp hơn con kia. Đấy. Mỗi con đẹp một kiểu, tóm lại là rất đẹp. Còn những hàng khác như là hai màu ba màu hôm nay mình cũng không nói đến nhiều. Có coi đen to hôm trước còn có coi đen về rồi. Cái đấy thôi bỏ qua. Em tìm hàng độc rồi. Giờ lại nhảy ra rồi.
Ô, nhảy ghê thế. À, quên. Mải độc quá nhưng mà những hàng một màu như này các bạn nhé. Đấy, nó không phải lô nào cũng có đâu nhé các bạn nhé. Nhìn này. Đấy. Thỉnh thoảng như là mới có lô có thôi. Đấy. Ở đây nữa này. Đấy, hàng một màu mà to rất là hiếm nhá. Hàng một màu bé thì có thể đầy. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn cái vẻ nó hầm hố chưa, mà em này rất là to luôn. Cái này size phải cũng phải tầm 45. Đấy, hai đường vảy hai bên rồi. Úi giời. Đây là phải cho lên bể kính trên nhà. đo size luôn nhé. Đầu con vảy, con này vảy trên lưng quá đẹp luôn, nhưng mà đẹp vừa mà hai bên nó đều tắp. Size 45 đấy, chuẩn luôn, size 45 luôn. Cần cân thì cân luôn nhá. Thôi đẹp tính cân làm gì, hàng chất lượng cao đấy. Còn đâu này có thêm một em trang gọi. Đây, to các bạn nhé, thích hàng to, có hàng to này. Đấy, đầu này em tra goi rồi này, tra goi em này, tra goi cũng cực đẹp luôn. Màu thì không khác gì cá nhật luôn, đâu rồi. Đây, có một em Matsuba. Đây, Matsuba này, quá đẹp này các bạn. Đấy, lô này hàng một màu đẹp thế. Đang tìm con tra goi lên đó. Có một... Đây, nhấc con tra goi lên. Đấy các bạn nhé, những màu kiểu màu cà phê lô này có này. Đây, con tra goi này mới là gold. Màu quá chuẩn của tra goi luôn. Ôi trời, nhẹ từ chậu này sang chậu kia. Con tra goi này không thể nào chê được. Từ cái body đến màu sắc thì nó không kém gì cá nhật luôn các bạn nhé. Đấy, nếu mà đặt hai con cá nhật mà cạnh nhau thì đúng là 1-9-1-10 luôn. Nhưng mà giá để so với cá nhật với một em này thì cũng là một con trên trời con dưới đất. Để nói về giá, cá nhật thì nó không bao giờ sai, này là sai tầm 33 rồi. Em này sai tầm 33. Nếu mà cá nhật thì giá không bao giờ dưới 5 triệu một con. Cắn à? Đây. Em này da trơn nhưng mà nhìn màu này các bạn này. Đấy, quay các bạn dưới nhìn thấy mảng màu nó sắc nét chưa. Đây, da trơn nhá. Tại sao nó nhìn con này tự nhiên nhìn lướt qua phát màu nó nét thế. Sắc nét luôn. Đây. Này, trên những màu kiểu nó đã Kozaku ấy. Đấy. Đây, tiếp sang chậu tiếp theo nhá. Đây, lại thêm một em này là em con này xem rồi. Vàng là Imabuki. Đấy, còn da trơn thì nó là Duesu Imabuki. Vàng ươm nha các bạn nhé. Nhưng mà điểm đặc biệt ở đây nó là vảy rồng nó đấy, chứ nó không phải là vảy thường như những con vàng bình thường. Đấy. Và nét đẹp nó nữa này, các bạn nhìn này, sống lưng này. Nó một đường vảy. Đấy, và hai bên nó hai đường vảy rất là đều và to. Đấy. Cả hai bên đều tam tắp luôn. Đây, đều tam tắp luôn nhé. Đấy, quá đẹp luôn. Đây, em này đầu sạch. Đấy, Matsuba nhẵn thín luôn, cũng không kém cạnh gì cá nhật luôn. Đầu sạch thế. Đây cả những em này, một màu này. Đấy, các bạn cần sưu tầm. Đấy, những hàng này hàng sưu tầm. Đây, và đây có một em trà gòi nâu. Rồi, nâu đậm luôn các bạn nhé. Đấy, ánh kim nó cực đậm luôn. Ánh kim này ra nắng lên này nổi thôi rồi luôn. Em này là em da trơn Duesu Sanke. Da bóng lộn luôn các bạn, sờ nhẹn thín đi. Đấy. Đây, các bạn em này nhìn từ đầu video này. Bây giờ mình cầm lên, các bạn nhìn cái vẻ. Đấy, các bạn nhìn kỹ cái vảy của nó, đúng là như vảy rồng luôn các nhá. Ở dưới mỗi cái vảy nó là lại có ánh vàng vàng lên, nó hiện như kiểu là 3D. Nó như kiểu là dưới cái vảy đấy nó có một cái đèn LED sáng nó nổi lên cái vảy. Đúng không?
nhìn cái dưới cái vảy cái mỗi của rồi nhạy cái thế. Em đấy em nhìn ra những cái nét đẹp của con cá. Tan trô. Này là tan trô đấy ạ. Tan trô san ô san cô san kê đẹp thế. Ôi tròn này, môi đỏ này, ôi môi đỏ như son này. Ôi. Tan trô. Thực sự là tan trô san kê. Cực đỏ. Cực đẹp luôn, tròn xoe không khác gì. Đẹp đẹp đỉnh cao luôn này, môi này. Đây là xinh à. Úi giời, tưới nhìn xinh nhỉ. Ôi nhảy. Đây. Đó mà cái em này các bạn có nhìn kỹ ấy, như sẽ nhìn thấy giống như kiểu là xếp một vảy vào dưới sẽ có cái đèn màu vàng nổi bật lên ấy. Ẩn. Càng to con đấy sẽ càng đẹp về cái vảy. Tan trô săn kê chụp ảnh chưa? Con này mà chụp qua rồi. Đẹp, con tan trô đẹp quá đẹp luôn. Tí nữa bắt riêng ra một chậu ở những cái hàng đắt riêng ra xem này. Con này đẹp. Xem nào. Con này ở đây là dòng. Đấy, các bạn nó thích những cái màu là lạ này. Bể bên này thì có con nào. Ôi giời, nhảy từ chậu này sang chậu kia cá to nhảy. Đây, lại bên này có một em này cũng hàng độc độc tí đây. Da trơn này. Nó chỉ có một đường vảy ở sống lưng thôi. Còn hai bên này nhãn thín này. Đấy. Đấy, con vàng đấy là đẹp rồi. Đây, lại thêm một em này, hàng bột màu. Nhưng hàng bột màu hầu như là người ta chơi vảy. Vảy của nó thì quá đẹp luôn, có vảy. Này, 45. Đấy, quá to, quá đẹp rồi. Hôm nay mà không nhanh tay là đúng là không có nhiều, tính ra về nhiều, nhưng mà đấy các bạn thấy những con hàng mà chất lượng cao nó chỉ có đến cái đầu ngón tay thôi các bạn. Thôi tiếp còn chậu cuối này. Đây. Cái mặt đầu nó rất đẹp. Ai mắt lên nhìn thì đối chính diện. Chính diện này nó mới thấy hai bên đầu, hai mũi cái cân đối cân xứng nhau này, từ mũi này lên này, đấy thấy chưa? Đây, bên này đây, nhìn phát là sẽ thấy ngay rồi. Lại thêm một em này nữa, mà em này ui giời. Nhặt dần vào đi, dội thêm nhặt dần vào đi. Nhảy quá. Cá to nhảy so ruột quá. Đấy, lại vảy rất là to các bạn, như bông hoa luôn. Đấy, nhưng mà bên này con này thì hai bên nó không có. Nhiều khi là cái nét đẹp của cái hàng trơn không, hai bên không cần. Đấy, nó cũng là cái đẹp. Đấy, mà có vảy thì nó cũng đẹp riêng, mỗi con một đẹp một kiểu. Đây, đây con này vàng này. Vàng hai má đó, đen thì nổi bật đây. Rất là hay, rất là cân xứng nhau. Ánh kim nhá, con này có ánh kim. Nhưng bởi vì cái màu vàng của nó lấn át thôi. Đấy, con này cũng thế này. Đấy, hai bên má đen rất là nổi nhá. Các bạn nhìn từ trên xuống này, cân xứng này. Chính vì hai cái má hai bên đều răm tắp nhau, nó nổi bật con cá lên. Trông nó rất là hay. Ôi, ok. Đấy các bạn, giờ mình sẽ cho vào thôi chứ suốt từ nãy giờ cá to nó cứ nhảy bình bịch ra ngoài sót ruột quá. Đã cho vào luôn thôi. Rồi mình sẽ tới mình sẽ bắt những con hàng đẹp riêng ra một chậu để quay riêng. Đấy. Thì bạn để cho các bạn đặt hàng nó dễ dàng hơn, các bạn có thể chụp ảnh lại màn hình lại và đánh dấu báo giá ngay. Để gửi lại ảnh lại Facebook hoặc Zalo giúp mình để mình báo giá cho các bạn. Đây các bạn ơi, mình thả vào bể rồi đây nhá. Nhưng mà mình để riêng ra mấy em mà hàng nó giá trị nó cao hơn. Đấy. Để mình sẽ quay để cho các bạn có thể dễ xem hơn. Đây, còn cả đàn thả bể đây nó đang bơi tung tăng hết cả lên đây. Cá rất khỏe luôn. Đấy. Đang bơi lượn tung tăng luôn.
mình phải để thấp nước này thôi, không mà nó phi một phát ra ngoài nữa là thôi xong. Như quần bình nó cân một em nhảy ra ngoài thôi mất toi 500 ngàn. Nên là tốt nhất là đấy, cá về mình bao giờ mình cũng để rất là thấp, mực nước rất là thấp. Nên là nhiều khi mà để đầy quá là một loạt chậu xô chậu rất là để bên ngoài này mà nó có nhảy ra thì nhảy vào đấy. Đấy các bạn. À, rất là khỏe nhá. Trong này chủ yếu hàng hai màu đấy, hai màu ba màu nhiều. Kinh bơi lượn tung tăng. Đang lạ bể. Đây, còn đây. Hàng tóm lại là cả một lô đấy. Nó được bao nhiêu con này là quá là thành công các bạn nhé. Chứ còn bình thường lên như lô lần trước lên chả được con nào mà hàng gọi là hàng xuất sắc cả. Đây, lô này lên 4 bao mà được bao nhiêu em như này là quá đạt, quá thành công. Đấy. Thì mình đây quay từ trên cao xuống cả hai chậu rồi các bạn có thể xem dễ hơn đấy. Cả ba thì khó nhỉ. Cả ba thì cho chéo chéo rồi anh ơi. Cho một chậu ấy vào đây. Chụp cả ba luôn. Ơ đứng đứng. Đấy. Đây gọi là những trong bể thì vẫn còn rất nhiều những em đẹp chứ không phải là không đẹp. Đấy, nhưng mà để nói bắt nhiều ra quá thì nó lại khó xem. Đây những con mà gọi là nó xuất sắc nổi trội nhất. Đấy, đồ thấy chưa, nhảy chưa? Đấy thì các bạn có thể là xem và cần em nào các bạn có thể đánh dấu vào chụp ảnh màn hình lại. Hoặc là các bạn có thể là nhắn tin vào, mình sẽ gửi hình ảnh cả ba chậu để cho các bạn xem thì các bạn đánh dấu lại. À, chụp ảnh màn hình lại là nhanh nhất. Quá đẹp luôn các bạn. Nhất là em tan chô sang kê kia, tại sao đầu nó lại tròn như thế. Hầu như là kiếm được em một tròn mà cân mà màu trên người nó đẹp như thế kia nữa thì lại càng khó nha các bạn nhé. Đó thực sự là không hề dễ. Đấy. Toàn những em hàng kiếm không hề dễ luôn. Cơ bản là do mình nuôi chăm sóc nữa, làm sao cho con cá nó phát triển lớn, tốt, body đẹp nữa thì nó lại có một cái giá trị nó khác. Đấy. Ôi, mình giơ cao mỏi cái tay các bạn. Còn chi tiết thì đấy, vừa nãy mình đã quay cho các bạn xem rồi. Bây giờ lại là quay lại để các bạn có thể nhìn nó cụ thể hơn thôi. Đấy. Đây như em gọi là giá trị cao nhất ấy. Thì Tancho thì là hàng không thể nào mà giá rẻ được rồi. Nên là các bạn nào thực sự ưng, thực sự nào yêu thích ấy, thì hãng hỏi nhá. Đấy. Quá cần luôn, cần giữa đầu luôn các bạn. Chứ không phải là cần bình thường nữa rồi. Mà đầu tròn đẹp. Đấy, còn những hàng vảy rồng thì cũng thế. Vảy rồng mà nó đẹp như này thì thực sự là cũng không phải là rẻ. Đấy. Đấy, em này. Đấy, em vàng này. Đấy. Các bạn nào yêu màu vàng, yêu thích màu vàng thì đấy. Quá đỉnh luôn. Còn con này thì cái màu đen trên vảy của nó rất là đen nên là nổi như bông hoa trên lưng luôn các bạn. Con em này nó là da trơn các bạn nhé. Cái màu nó rất là sắc nét.
Thôi ok, chắc là mình quay video nó dài quá, cơ bản là cũng quay lại để cho các bạn ngắm cá nó kỹ hơn thôi. Đấy. Rồi ok các bạn, chắc mình kết thúc video đây thôi. Đấy, các bạn thấy video mình hay thì đừng tiếc một like, ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và bấm chuông thông báo ngay bên cạnh để nhận những video mới nhất các bạn nha. Ok, bye bye.